Đừng đọc sách khi mà bạn chưa biết điều này nha. Đây là ba cái mẹo hay ho mà Kim đã làm để Kim có thể đọc được hơn 50 cuốn sách mỗi năm. Hãy thử nghe xem một cô gái mê đọc sách từ nhỏ và có một cái ước mơ là mình sẽ có một cái căn phòng đầy sách sẽ chia sẻ được điều gì với bạn nha. Thứ nhất là nếu mà bạn muốn đọc sách thì bạn hãy có được một cái mục tiêu. Trung bình một người CEO thường họ sẽ đọc 40 đến 50 cuốn sách mỗi năm, tương đương với một cuốn sách một tuần. Thì thật ra bạn cũng không có cần phải copy CEO hay là gì đâu. Bạn chỉ cần có cái mục tiêu mà nó thích hợp với mình cũng được. Và khi mà bạn đã có cái mục tiêu rồi thì bạn sẽ rất là nghiêm túc với nó. Và mỗi ngày, cái thời điểm đó, 20 phút đó hoặc là một tiếng đồng hồ đó, bạn sẽ sử dụng để đọc sách. Thứ hai là chúng ta hãy biến cái chiếc xe của mình thành một cái ngôi trường đại học. Ở Mỹ thì chúng ta thường chạy xe đi làm mỗi ngày, và thay vì nửa tiếng đồng hồ hoặc một tiếng đồng hồ đó mình sẽ nghe nhạc, nghe drama gì đó hoặc là turn on cái radio, thì tại sao chúng ta không tiết kiệm thời gian và chúng ta có thể học thêm một cái gì đó từ những cuốn sách. Và khi mà mình lái xe mình nghe sách thì mình không có bị buồn ngủ nè. Bạn có thể tăng cái tốc độ sách nói lên 10-20% để nó hợp với lại cái nhịp nghe của mình. Thứ ba là sau khi mà mình đọc sách rồi thì mình đừng quên là mình ghi chú. Như Kim là Kim thích làm ra PowerPoint. Khi mà Kim cần thì Kim chỉ cần lấy ra và Kim chia sẻ cho team của mình, cho bạn bè của mình. Còn nếu mà bạn không muốn bỏ vào PowerPoint thì chỉ cần một cuốn sổ tay là đủ rồi. Nếu bạn cũng là fan mê đọc sách như Kim thì bạn hãy comment ở dưới và cho Kim biết cái trải nghiệm đọc sách của bạn như thế nào nha.